Xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi thơ mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi thơ mò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi tô màu nào. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tô màu. Đầu tiên mình sẽ dùng màu xanh lá cây. Tròn cái gì nữa đây? Tròn gì? Tiếp theo là màu black. Sao nó lại đặt ra tiếng Anh nhỉ? Tiếp theo là màu đen. Màu đen đâu? Nó nói tiếp theo là màu đen đấy. Không thì ông tiếng Anh. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu vàng. Tiếp theo là màu vàng. Anh chị nói những câu gì ở đây? Rồi, cái tóc thôi. Đi cái tóc này. Nghĩa này. Đây là đầu bếp đẹp trai nha. Đầu bếp đẹp trai thế này. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu nâu. Nóng chặt đi vai nào em. Nóng thế mình đi chặt đi quạt là đủ. Quên. Cho con. Nào, được đi vai chưa? Xuống dài mình thật này. Màu nâu rất đẹp phải không các bạn? Đẹp thế mọi người. Tôi không làm là mua kênh nhà trường em. Quên mất tên rồi. Mặt như sao nhỉ? Mặt son son gầy gầy đấy. Nó từ đầu năm giờ đã được kênh nào đâu. Thế thử đầu lắm đây.
2 tuần hết rồi. Phải hơn rồi chứ. Dạ. Phải hơn rồi chứ. Dạ như nào? Ý là phải thời gian là phải hơn, lâu ghê. Ừ. Vậy là mình đã tô màu xong, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tô màu nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tô màu. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi tô màu nào. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tô màu. Đầu tiên mình sẽ dùng màu xanh là cây. Tròn cái gì nữa đây. Tiếp theo là màu black. Tiếp theo là màu black. Ừ. Ừ. Sao lại đặt ra tiếng Anh nhỉ? Tiếp theo là màu đen. Màu đen đâu? Nó nói cái tên là màu đen đấy. Không hiểu, không tiếng Anh. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu vàng. Tiếp theo là màu vàng. Làm gì nói không có lùi vào đây. Nghĩa này. Đây là đầu bếp đẹp trai nha. Đầu bếp đẹp trai thế nào? Tiếp theo là mình sẽ dùng màu nâu. Nóng thế thì mình chẳng biết quạt là đụng lên quên. Quên, quên. Không, quên một cái nhắm. Này mà đừng đi sai không? Ủa à. Chúng ta nhìn lại. Màu nâu rất đẹp phải không các bạn? Đẹp thế con rồi. Tiếp theo là
cây này à? Chán này à? Tôi không làm toàn mua kênh nhà trường ấy. Nghe thằng quên mất tin rồi. Thế nào? Mặt nó sao nhỉ? Mặt xuất son người gái đấy. Mua từ đầu năm bây giờ đã được kênh nhà đâu. Thế quay thử đầu nó lên. Hai tuần hết rồi. Thế được á? Phải hơn rồi chứ. Phải hơn rồi chứ. Đấy là phải thời gian là phải hơn rồi, lâu gầy rồi mà. Vậy là mình đã tô màu xong, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video.